bất nghĩa. Đấy, cứ mỗi một vụ vải thiều đến thì lại đúng vào cái dịp mùa mưa, bà con đi bán vải qua đây là cứ phải khênh xe máy ra, nếu nước lũ là phải khênh xe máy qua đây và người lại khênh vải sang đây, bắt đầu đi ra mãi Tân Sơn bán vải. Ba thôn bốn thôn phải đi qua đây, đi tắt và đi chợ xã của mình là phần thứ nhất, và thứ hai nữa là các em lại đi học cấp 2 là rất dễ, và từ cấp 2 là sang cấp 3 bên Tân Sơn là ngược chiều, nó phải rất thuận lợi. Sau khi cây cầu này được đầu tư thì bà con rất là phấn khởi, nghe tin được đầu tư thì bà con rất là phấn khởi, rất là ủy ban xã cũng tổ chức họp cùng với lại thôn cùng họp nhân dân để cho bà con có đất xung quanh đây, là bà con ủng hộ rất là nhiệt tình phấn khởi, thì mong sao nhà nước đầu tư cho có cái cầu để bà con đi lại thuận lợi thôi.